Xin chào mọi người, mình là Shani Quinn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mod Game Channel. Không biết là các bạn ở đây có ai là fan của bộ truyện Tây Du Ký hay không? Bởi vì nếu có thì các bạn cũng giống như mình rồi. Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu với mọi người một tựa game vừa mới được ra mắt, được phát triển bởi CU. Đây là một nhà phát triển game trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc. Và tựa game này được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết Tây Du Ký mang tên Gặp Lại Tây Du, Mạo Hiểm Mộng Ảo. Vậy không để mọi người đợi lâu nữa, hãy cùng Shani khám phá xem Gặp Lại Tây Du, Mạo Hiểm Mộng Ảo sẽ như thế nào nhé. Bắt đầu thôi. Nếu như các bạn vẫn đang suy nghĩ không biết là tựa game này có lấy cốt truyện giống với Tây Du Ký thì có bị nhàm chán có hay không, thì mình xin đảm bảo với các bạn là không đâu nha. Tại vì tựa game này chỉ lấy cảm hứng từ Tây Du Ký thôi, nhưng mà cốt truyện chính của tựa game này sẽ được lấy bối cảnh 100 năm sau khi mà thầy trò Đường Tăng đã thỉnh kinh thành công rồi đó. Tức là đây sẽ là phần hậu truyện, cho nên là mọi người đừng lo về việc cốt truyện sẽ quen thuộc nha mọi người. Khi mà vừa vào game thì mọi người cũng có thể thấy là đồ họa của game rất là ok đúng không? Mình sẽ start game nha. Hiện tại thì là game đang có event là đăng nhập hàng ngày để có thể nhận quà. Thì ở đây mình đang đăng nhập được tới bây giờ là ngày thứ 3 rồi. Thì mình sẽ nhận quà trước nha mọi người. Ngày thứ 2 là sẽ nhận được tướng. Ta-da! Đây là ai đây? Wow. Mọi người lưu ý nha, vào ngày thứ 2, đăng nhập ngày thứ 2 là có thể nhận được một SSR hàng nha, rất là xinh đẹp. Đây nè, nhâm 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 nhâm. Và ngày thứ 3 thì mình sẽ nhận được thiệp cá chép rồng. Và vào mốc ngày thứ 2 và ngày thứ 7 là mình sẽ nhận được 2 SSR. Cho nên là mọi người chỉ cần nhớ đăng nhập vào được 7 ngày là mình sẽ có đủ 2 SSR nhé. Đăng nhập 7 ngày tặng nhân vật SSR tùy chọn luôn. Wow, thì ở đây là tụi mình sẽ có cả hệ thống phe và nghề nữa. Về hệ thống này thì mình sẽ để sang một video sau khi mà mình nghiên cứu kỹ hơn để mà nói cùng mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng tiếp tục trải nghiệm game. Như mọi người có thể thấy là hiện tại là mình đang chơi phiên bản tiếng Việt là bản Việt hóa, cho nên là cũng sẽ rất là dễ dàng cho những bạn nào có mong muốn trải nghiệm game ở phiên bản tiếng Việt nha. Cùng vào chơi thử game xem như thế nào nha mọi người. Nếu những bạn nào mà là theo hệ skip cốt truyện thì đừng lo, tại vì ở trên đây mình có một nút có thể bỏ qua cốt truyện để mà mình nhảy vào battle luôn. Bây giờ mình sẽ thử nhảy vào battle xem là cái hệ thống đánh nhau của game này sẽ như thế nào. Đây là tải 2.1 nè. Game của chúng ta sẽ thuộc thể loại là đánh theo lượt thẻ bài và dưới dạng là 6x6 nha. Thì đây là cái đây là màn hình để mà chọn thẻ tướng. Thì mọi người có thể chọn thẻ tướng ở đây theo như cái đội hình mà mình từng có. Hiện tại thì mình không chắc lắm nên mình cứ chọn theo đề xuất của game đi. Sau khi mà chọn xong thẻ tướng rồi, mình sẽ đi vào khiêu chiến. Ở đây thì game hướng dẫn mình là nếu như mọi người muốn tua nhanh cái giai đoạn đánh nhau này thì mọi người có thể nhấn vào cái nút này ở đây để mà có thể tua nhé. Sau đó là mình chọn tướng và đánh thôi. Ok. Mà thật ra mình nghĩ là ở những cái màn đầu tiên thế này thì cũng chủ yếu là để mình làm quen với nhịp độ của game trước. Và sau đó thì nó mới khó dần lên, cho nên là ở những màn đầu này thì mình cứ làm quen trước đi ha. Mình cũng chưa cần biết nhiều, hiểu nhiều về cái hệ thống nhân vật trong game đâu.
Rồi sau khi mà mình đã xem thử một vòng coi gameplay như thế nào thì mình sẽ cùng xem là trong cái game này mình sẽ còn có những chức năng gì khác nữa nha mọi người. Ở đây thì mình thấy là có phần nạp lần đầu này mọi người, mình sẽ coi thử trong nạp phần đầu có gì nha. Nạp 30 điểm VIP tặng như một SSR tự chọn, đăng nhập 3 ngày tặng quà tổng giá trị lên đến 20.000%, ghê vậy. Có vẻ như là mình sẽ được tự chọn một trong 3 SSR này. Ngày thứ nhất đăng nhập sẽ nhận được gói nhân vật SSR nạp đầu tùy chọn, có thể sử dụng trong hành lý, tự chọn một trong các nhân vật sau: Nhị Lan Chân Quân, Nhện Tinh và Tiểu Bạch Long. Đây là 3 nhân vật này ở đây đây. Ngày thứ hai thì mình sẽ được nhận là Tiên Ngọc. Và ngày thứ ba, đây sẽ là vé để gacha. Đây là thiệp cá chép rồng dùng để chiêu mộ, tiến hành một lần chiêu mộ nhân vật. Là chỉ cần nạp lần đầu tiên mình sẽ được một SSR tự chọn này, tiền này. Và thứ ba sẽ là 5 vé để gacha. À, nạp lần đầu chỉ cần 30 điểm VIP thôi. Nạp đến mốc 300 điểm VIP thì sẽ được tặng skin nhân vật. Wow. Wow. Một trong 3 nhân vật SSR tự chọn này mình sẽ nhận được thì có skill hoặc là các chỉ số như thế nào ha. Với Nhận Tin, đây là SSR có chỉ số HP là 1164, tấn công 436 và phòng thủ 356, tốc độ 119, kén xóa hiệu ứng khống chế của bản thân, biến thành kén hồi HP và trạng thái làm phép. Cái dàn stat, với cái số stat, cái chỉ số của nhân vật Nhận Tin này thì mình nghĩ Nhận Tin sẽ phù hợp cho việc đi đấu PvP, là đi đấu với các người chơi khác á, hợp lý, được. Nhân vật tiếp theo của mình hồi nãy có thể nhận được là đây, Nhị Lan Chân Quân, cũng hot không kém, xem chi tiết nha. Thì mình nghĩ là Nhị Lan Chân Quân sẽ phù hợp cho việc đánh PvE đó. Coi thử skill nha, skill đầu tiên thì cũng là gây tấn công, sát thương tấn công cho kẻ địch, trừ tà trói ma, sát thương tấn công cho kẻ địch hồi HP. Và skill cuối cùng thì sẽ là sát thương tấn công cho một hàng địch, rồi area nè. Với nhân vật cuối cùng, SR cuối cùng mà mình có thể chọn một trong 3 nhân vật tự chọn đó, thì đây, Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long với HP là 1327, tấn công 432, phòng thủ khoảng 400 như thế này. Đúng. Ừ, mình nghĩ Tiểu Bạch Long sẽ đa dạng đội hình, cho nên là mọi người có thể lựa chọn tùy xem cái đội hình của mọi người thế nào để kết hợp. Thì ngoài 3 nhân vật SSR tiêu biểu mà mình sẽ có thể được lựa chọn khi mà mình nạp lần đầu, thì trong suốt quá trình chơi game mình cũng sẽ được nhận những nhân vật khác để mà bổ trợ trên hành trình chơi game của mọi người nữa. Thì đây sẽ là những nhân vật mà tụi mình nghĩ là nên dùng khi mà các bạn vừa mới chơi game lúc đầu nha. Đầu tiên thì với đội hình bình thường thì mình sẽ có tanker đúng không? Thì tanker tụi mình sẽ đề xuất là có gấu đen tinh. Với những cái đội hình ban đầu khi mà mọi người chưa có quá nhiều tướng mà có thể tấn công mạnh, kiểu vừa vào áp đảo hẳn luôn đối phương, thì tanker sẽ là một vị trí vô cùng quan trọng với mọi người. Nhắc đến tanker thì không thể mà không nhắc tới healer phải không? Thì với healer thì tụi mình recommend nhân vật Woodland. Woodland là bạn này. Skill của Woodland thì sẽ toàn về hồi máu, hồi thể lực. Về Woodland thì nhân vật này sẽ được tặng cho mọi người khi mà mọi người chơi cốt truyện tới một ải nhất định thì mọi người sẽ được nhận nhân vật này, cho nên là đừng lo nha. Vào cái giai đoạn đầu của game thì để mà giúp mọi người có thể có một cái hành trình suôn sẻ thì nhà phát triển game sẽ tặng cho mọi người đầy đủ đội hình, cho nên là mọi người đừng quá lo lắng, lo sợ việc không biết là mới chơi game thì đội hình có đủ mạnh để mà đánh quái không. Không sao đâu. Đây là quốc vương Nữ Nhi Quốc này mọi người. Công chúa Khổng Tước là bạn này. Đây,
hai nhân vật này là hai nhân vật SSR rất đắc lực cho mọi người và sẽ nhận được khi mà mọi người quay ở kho thẻ nha mọi người. Một đội hình bình thường thì mình có tanker, có healer rồi thì không thể nào mà thiếu được tấn công đúng không? Thì với tấn công tụi mình recommend mọi người có thể xem xét nhân vật chuột ngọc lông trắng là bạn này. Thì khi mà nhắc tới Tôn Ngộ Không thì không thể mà nhắc tới, không thể không nhắc tới Lục Nhĩ Mỹ Hầu được. Thì đây nhân vật Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng sẽ được tặng cho mọi người khi mà mọi người đăng nhập đủ 14 ngày. Bạch Cốt Tinh thì cũng sẽ là một trong số những nhân vật sẽ được tăng sát suất để nhận khi mà mình quay thẻ. Rồi còn về với dàn nhân vật bổ trợ thì mình sẽ có rất là nhiều nhân vật như là Hằng Nga nè. Hằng Nga là bộ skill về việc buff. Với dàn nhân vật hỗ trợ thì ngoài Hằng Nga là mình sẽ được nhận vào ngày thứ hai khi mà đăng nhập, thì mình sẽ còn những nhân vật khác như là Dương Lực Đại Tiên, Tiểu Toàn Phong và những nhân vật khác là sẽ có bộ skill hỗ trợ giúp cho mọi người chơi game có thể dễ dàng hơn. Sau khi mà mình đã xem qua một lượt những cái nhân vật mà dàn nhân vật ở trong game rồi thì bây giờ mình sẽ tới cái mục mà mình nghĩ là mọi người rất là mong chờ, đó là chuyên mục gacha. Thì để mà gacha chúng mình sẽ đi vào mục chiêu mộ ở đây. Thì đây trong cái mục thỉnh thần tâm nguyện này đây thì mình sẽ có thể chọn 6 vị tướng mà mình mong muốn có thể tăng xác suất để nhận được. Thì lúc nãy trong cái dàn nhân vật mà mình xem lúc nãy á, thì mình rất là ấn tượng với nhân vật Bạch Cốt Tinh và nhân vật Nhận Tinh, cho nên là mình sẽ chọn Nhận Tinh trước nha. Gacha thôi, không có SSR nhưng mà mình sẽ có hai nhân vật SR thôi. Làm lại tiếp nhé, thử xem một lần nữa đi. Quá tam ba bậc. Ồ, cái SSR này, cái SSR này, cái SSR này, phải không? Phải không? Ai đây? Được nhận tin nè mọi người! Wow! SSR, yay! SSR, SSR, xác nhận. Được rồi. Có một điều nữa là những cái hoạt ảnh này mình có thể tương tác để mà có thể thay đổi hoạt ảnh đó, cho nên là mọi người một điều mình vừa mới nhận ra. Bây giờ mình sẽ cùng đi qua tới những cái chức năng khác trong game nha. Ở đây thì mình có cái chế độ vườn nhà, thì khi mà mọi người nhấp vào đây sẽ là một số mẹo mà mình rút ra được để mà có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm cho trong giai đoạn đầu nha mọi người. Thì với cái phần tâm đăng này thì mình sẽ được tặng quà nhân vật đạt cấp 3, thì sẽ nhận được 3 mảnh SSR cho mọi người. Thì đây sẽ là một số mẹo cho mọi người có thể dễ để mà luyện SP hơn. Thì ở tầng 9, tầng 13 và tầng 17 thì vật liệu đã thay đổi, vật liệu sẽ thay đổi chất lượng, cho nên là mọi người có thể cân nhắc xem là cái khả năng, cái đội hình của mình có thể đánh được tới mức nào để mà mọi người có thể điều chỉnh và chọn sử dụng cái số lượng năng lượng của mình trong một ngày nó hiệu quả hơn nha. Ngoài ra thì boss ở tầng 10 thì sẽ có kỹ năng bị động mới, cho nên là mình cũng sẽ phải điều chỉnh cái đội hình nhân vật của mình sao cho phù hợp. Thì á, những cái icon đấy nó sẽ đại diện cho phe của các nhân vật. Thì hiện tại á, ở trong game là mình sẽ có 5 phe chính: chúng sinh, tiên, yêu, thánh và ma. Đây sẽ là cái bảng chi tiết về phe và nghề. Chúng sinh đây nè, tiên nè, yêu nè, thánh và ma. Cái bản đồ ở đây sẽ là bản đồ khắc chế phe. Mọi người có thể dựa vào cái bản đồ này để mà mọi người cân nhắc, cân chỉnh cho cái đội hình của mình làm sao cho nó khắc chế được đối thủ người nha. Thì con người sẽ khắc về tiên, tiên sẽ khắc yêu, yêu khắc con người, thánh khắc ma và ma khắc thánh. Thì với những cái hiệu ứng khắc chế này á, thì mình sẽ có là tấn công khắc chế, tức là sẽ tăng sát thương lên 10% và tăng tỷ lệ bạo kích được 15%. Còn nếu như mà mình bị khắc chế thì cái độ chính xác của mình sẽ giảm 50%
trừ cái phe thánh và phe ma ra nha mọi người. Khi mà mình né được đòn thì sát thương phải chịu sẽ giảm được 20% và không có bạo kích, không kích hoạt hiệu ứng suy yếu. Đó sẽ là cái quy tắc khắc chế giữa các phe. Thì sau đó thì mình sẽ tới cái mục đây là chi tiết về class, tức là nghề hen. Class của nhân vật á, thì mình sẽ có là tank nè, mình có healer, pháp sư, mình có cung thủ, chiến binh và sát thủ. Rồi sau khi mà sơ qua một xíu về phần phe và nghề thì mình sẽ cùng đi qua một chế độ khác. Trong phần khiêu chiến này mình sẽ có tháp dục vọng. Wow. Tổng cộng là 100 tầng. Phần thưởng tháp dục, tháp lục dục, vượt ải tầng 100 tháp lục dục nhận đương huyền trang. Wow. Chư tà khó gần thiền định tĩnh tâm. Ở đây thì hiện tại là đang có event 100 tầng đầu tiên. Khi mà khai phá được 100 tầng đầu tiên thì sẽ nhận được SSR là đường huyền trang. Tuy nhiên thì tháp lục dục của mình sẽ có tổng cộng là 300 tầng nha mọi người. 300 tầng, và độ khó và phần thưởng sẽ tăng dần theo số tầng. Cho nên là càng lên cao phần thưởng và độ khó sẽ càng cao hơn. Với 10 tầng đầu thì mình sẽ cần phải vượt qua thủ công, tức là mình phải tự đánh đó mọi người. Sau khi mà mình vượt qua được tầng 10 rồi thì mình sẽ mở được một cái chế độ, đó là khiêu chiến nhanh. Thì ở chế độ này sẽ cho phép chúng ta khiêu chiến nhanh với các tầng từ 1 đến 9. Nhưng mà nếu thất bại thì mình vẫn cần phải vượt qua thủ công nha mọi người. Và có một lưu ý nho nhỏ với mọi người là ở các tầng tròn trục sẽ yêu cầu điều chỉnh đội hình thủ công để vượt qua. Tròn trục tức là sao? Tức là ở tầng 10 nè, đó, tầng 20 nè. Mọi người cứ để ý là ở trên này tới cái tầng tròn đó là nó sẽ có một cái ký hiệu nho nhỏ ở phía dưới số như thế này đây, đó. Tầng 30 nè, đó. Thì ở những tầng này tụi mình sẽ cần phải điều chỉnh đội hình lại để làm sao cho công thủ vẹn toàn một xíu có thể vượt qua được. Như lúc nãy mình có thấy ở tầng 100 thì chúng mình sẽ nhận được SSR đường huyền trang. Ở tầng thứ 200 thì mình sẽ được nhận thánh và ma tự chọn. Và ở tầng 300 thì mình sẽ được nhận skin đường huyền trang rất là đẹp mắt. Hấp dẫn không mọi người, hấp dẫn không? Đó. Ngoài ra thì mình sẽ còn một chế độ nữa, chiến trường tiên ma. Với chiến trường tiên ma thì mình sẽ đi vào một đấu pháp ở đây. Đây, chiến trường tiên ma, bấm vào đây. Mình sẽ mở theo khung giờ, tức là ở rang thiên thần trở xuống là sẽ từ 12 đến 22 giờ, và ở rang thiên thần trở lên sẽ mở từ 12 đến 14 giờ và 20 đến 22 giờ nha mọi người. Thì cách chơi ở trong cái chiến trường tiên ma này á sẽ là người chơi có điểm tương tự với nhau thì sẽ chiến đấu với nhau, match được nhau và chiến đấu với nhau theo thời gian thực để chiến thắng và leo rang. Và cái phần thưởng dành cho chiến trường tiên ma này sẽ thưởng theo rank và tổng kết phong phú. Và với chiến thắng tuần thì mình sẽ là có mục là hoàn thành 1, 4 và 7 trận thắng mỗi tuần để được nhận phần thưởng. Thì nãy giờ khi mà mình xem qua những cái tạo hình của nhân vật thì mình rất là ấn tượng với nhân vật nhận tích này. Và một cách trùng hợp nào đó thì lúc nãy khi mà chúng ta gacha chúng ta cũng đã nhận được nhân vật này rồi. Cho nên là hẹn mọi người ở video sau, mình sẽ đi chi tiết hơn về cái bộ chỉ số của nhân vật này, cũng như là một số cái cách mà tụi mình có thể build đồ và xây dựng cái đội hình phù hợp cho nhân vật này nha mọi người. Nè nè, dành cho những bạn đang xem video này, chúng mình có mã quà tặng đặc biệt dành cho mọi người đây. Sau khi nhận được gift code, nhấm chọn avatar ở góc trên bên trái màn hình game, vào hệ thống, gift code, nhập gift code tương ứng để nhận phần thưởng. Trung tâm nạp tiền Gặp Lại Tây Du Mạo Hiểm Mộng Ảo đã chính thức mở. Nạp lần đầu tặng thêm 30% tiền ngọc, và đừng quên mỗi tháng nạp tiền đều nhận được avatar giới hạn, ưu đãi không giới hạn cả năm.
Để theo dõi thông tin game mới nhất, các bạn hãy truy cập vào các đường link bên dưới nha. Và đó là gặp lại Tây Du, mạo hiểm mộng ảo đến từ nhà CU. Nhìn chung thì con khỉ mà kể chuyện cười là gì mấy bạn biết không? Là ngộ không chứ còn gì nữa. Còn đây là một con game card battle thú vị. Và về chi tiết những vị tướng thì Shiny xin phép được hẹn các bạn ở một video sau. Còn bây giờ thì Shiny xin phép được quay trở lại để cài game đây. Quá đã luôn đó. Được rồi, mọi người đừng quên là hãy like, share và subscribe cho channel của Mọt Game nha. Và hẹn gặp mọi người ở video sau. Chào tạm biệt.